tại sao chị Mai lại có tay nuôi người và tại sao Mai đi xa như một kiểu tiền thu nhỏ. Mai nghe cái bình luận này rất là nhiều thì Mai cũng chia sẻ luôn. Thực tế là Mai không phải là người độc tài độc quyền, cũng như là Mai là một người sếp. Mai hay nói với nhân viên là chúng ta ngồi trên một con thuyền rồi, cửa sếp với nhân viên nó là phân quyền ra để mọi người là chịu trách nhiệm một công việc. Chứ nếu mà chúng ta làm trong một công ty thì chúng ta phải hợp nhau, phải kết nối với nhau, chúng ta phải mổ xẻ ra một cái chủ đề nào đó, phải chia sẻ với nhau, nói lên những cái ý kiến tham mưu cũng như góp ấy, chứ không có bằng cách ta rửa sếp với nhân viên. Với hơn nữa là thế này này, nếu mà người sếp mà keo kẹt lúc nào cũng muốn vơ vét tiền thật nhiều về trả lương cho nó thấp để mình lợi nhuận cho nó cao thì tối ngày là phải tuyển nhân lực thôi. Bởi vì là nhân lực thì ngoài cái vấn đề mình phải đào tạo họ này, chuyển giao công nghệ cho họ này, hướng dẫn họ này, dìu dắt họ này, thì mình phải quan tâm tới cái đời sống gia đình này. Có những khi buồn bồ, buồn bịch, buồn chồng, buồn con, buồn cha, buồn mẹ thì mình kịp thời để khuyên nhủ này, mình có những cái sự góp ấy chân tình như một người thân này. Bên cạnh đó là cái thu nhập là cũng vô cùng quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay Mai thưởng cho các bạn người 10 triệu, người 15 triệu, người 20 triệu tùy theo từng cái bộ phận để Mai thưởng. Thì gái có công, chồng không có tiếc, có nghĩa là tùy theo cá nhân này mình thưởng trong lương là một phần, nên mình thưởng tiền mặt luôn. Mấy em này vui lắm. Cho nên là nhiều bạn hỏi là tại sao mà nhân viên Mai đi xa nình sếp. Cái thực tế để mà một người sếp cho nhân viên nó nình á là không hề đơn giản đâu. Bởi vì là nếu mà mình sống mà không có đức mà sếp cứ bòn mót sức lao động, không có tâm lý, lương thấp thưởng thấp, sống thì sống sai, làm thì làm sai, lúc nào cũng muốn mà lấy tiền của khách hàng, bớt lương, bớt bọc, bớt chất lượng, không ai nề phục đâu. Một số bạn bảo là kiểu tiền thu nhỏ á, nhưng không phải đâu, vì Mai sống với nhân viên đẹp nên là nhân viên nào cũng nề phục hết trơn. Thế nên Mai nó tập với cả nhà luôn, nó thấy là Mai thưởng tiền, hôm nay Mai cầm 2 tỷ máy luôn, Mai cầm tới 2 tỷ máy lên Mai thưởng luôn mà. Thưởng là không có tiếc luôn. Mặc dù 2 tỷ máy đâu có thể sẵn sàng đi du lịch được, mình không thưởng nhân viên đâu có nói gì mình đâu. Nhưng mà ví dụ như khi mình làm ăn thì mình phải biết chia sẻ yêu thương, nói bằng lời. Em ơi cứ làm cho anh đi. Em ơi cứ làm cho chị đi. Gái có công chồng không tiếc, nhưng mà nhân viên người ta nghe mình một lần, nhưng mà lần sau người ta cống hiến hết mình là mình vẫn là lương là đà lẹt đẹt. Lúc nào mình cũng muốn bớt lương nhân viên để cho mình làm giàu. Mình càng keo kiệt là mình càng nghèo đó, mình giàu được đâu. Cho nên người sếp là phải nhìn ra cái việc lớn, nó phải có cái tầm nhìn. Một cái đầu của mình, một cái bàn tay của mình không thể làm nên tất cả được, phải là đồng lòng toàn bộ lên bộ hệ thống, đồng lòng hết luôn á.